Ta tránh. Lúc nãy cái ta luyện là 9937 Lộ Khai Sơn Đại Phổ. Trình Gia Gia thật là tuổi già cường tráng. Cái này phong vũ huy long, kỹ nghệ tinh xảo, cao, thật là cao. Tự hào, quả nhiên là người trong nghề. Thấy được chỗ tinh xảo trong điệu múa búa của ta. Được, lúc nãy dùng cái này là cái gì? Lộ gì hả? Ta cũng không có đau lưng, cũng không có đau chân, giống như trẻ ra 80 tuổi vậy. Cậu có thấy cái này không? Tỉnh này, cậu lấy đi đi. Ngày mai rót đầy cho ta, rồi đưa qua đây. Ta muốn dùng cho thật tốt. Gia Gia, vật này tuy tốt, nhưng mà rất quý giá. Phối chế ra, nghĩ chắc là cũng rất phiền phức. Gia Gia làm khó cho Dương Huynh rồi. Lão Phu hồ đồ rồi, Tử Hào đừng trách. Không sao không sao, vật này mặc dù quý giá, nhưng mà có thể được Trình Gia Gia để mắt đến, thật là hân hạnh. Trình Gia Gia yên tâm, sau này mỗi một mùa, tiểu tử nhất định sẽ đích thân làm cho ông. Mấy chai như vậy, xin Trình Gia hãy nhận lấy. Tốt tốt tốt, vẫn là Tử Hào hiếu thảo, không giống đám súc sinh của ta. Người đâu, lấy cây búa qua đây. Dạ, ta muốn luyện thêm một bộ 8821, bộ Hóa Công Đại Phổ. Nào nào nào. Thật là thơm. Thật là thơm quá. Nhìn thấy rồi chứ. Đây là đồ từ nước cực Tây chuyển tới đây. Lư công Trình lão gia, các người biết phải không? Biết. Lão gia ông ấy đã 70 tuổi rồi, chỉ dùng một giọt thôi. Mọi người đoán thử xem thế nào? Có thể cầm một cái búa lớn nặng 100 mấy cân múa suốt một đêm, sáng ra cũng không có chuyện gì. Có phải không? Được không đó? Không thể nào. Quên xem. Không tin phải không? Không tin. Luôn mẹ của ta cũng không tin. Nhưng đây là sự thật. Còn nữa, cha ta cả đời lao lực vì nước, sức khỏe mỗi ngày một yếu. Ta là con trai nhìn thấy cũng đau lòng. Hôm qua ta lấy cửu hoa ngọc lộ này dâng tặng cho phụ thân đại nhân của ta. Cha ta không biết cách dùng, bôi thêm mấy giọt. Đâu ngờ cả đêm không ngủ, liên tục viết ra một bài văn gần 100 vạn chữ. Sáng sớm thượng triều, lão gia vẫn đi nổi. Ở trên đường còn đuổi kịp thiếu kỵ quý La đại nhân. La đại nhân này là quan võ, ngày thường đều cưỡi đặc cần vương mà hoàng thượng ngự ban, là bảo mã ngày đi ngàn dặm. Chính là vậy, một người khoái mã như bay, một người an nhiên đi bộ, hai người cùng đi một lúc lại cùng nhau tới nơi. Thật là thần kỳ, thần kỳ quá. Bận cả ngày cuối cùng trả lễ cũng xong hết rồi. Hôm nay hiếm thấy có một ngày nhàn rỗi. Đây không phải là bôi ô mai lên mặt sao? Cái này ở thời cổ đại được gọi là mỹ phẩm, không phải tốn tiền mua về. Không phải ta đã nói với nàng rồi sao? Đừng có bôi những cái yên chi cũ nát đó lên mặt, bôi nhiều sẽ bị quỷ dung đó. Phu quân, hôm nay thiếp phải đi tham gia lễ hội đặc biệt của huyện Hồ phu nhân. Phu quân cho thiếp làm đẹp một chút đi. Hôm qua không phải là đã tham gia rồi sao? Hôm qua là do kỳ quận chúa cử hành, nhưng hôm nay thì khác. Vậy hôm nay nàng ở lại cùng ta được không? Ta muốn vào thành đi dạo. Kêu nhị nữ đi cùng với chàng đi. Một lát tiếp sẽ nói với quản gia, kêu ông ấy chuẩn bị xe ngựa và tùy tùng cho chàng, được không? Vậy nàng không sợ ta và nhị nữ ở sau lưng nàng làm cái đó sao? Tiếp biết phu quân muốn lắm rồi. Phu quân và nhị nữ làm lén lúc thôi nha. Tiếp sẽ giả bộ không biết, không phiền chàng. Cô Trần Ngọc Dĩnh, cô lại như vậy ta thấy không quen một chút nào hết. Phu quân, tiếp liên tiếp nhận được lời mời, đều là nhờ công lao của phu quân. Lúc trước, tiếp vì nguyên nhân xuất thân
cũng không dám đi chung với những cô gái có thân phận, thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng mà bây giờ đều là những các cửu hoa ngọc lộ, các loại tụ họp, chứ cũng không thể phân thân. Vậy ta đi với nhị nữ thật đó nha. Nhưng mà nàng phải nghe lời, đừng có bộ mấy thứ này lên mặt nữa. Là nói nàng trẻ tuổi xinh đẹp, không cần bộ mấy thứ này cũng đẹp rồi. Phu quân thật là tốt với thiếp. Mấy ngày nay thiếp mới biết số nữ quyến đó, đừng nhìn bề ngoài quan phong, thật ra không có mấy ai được hạnh phúc. Đám công gia hầu đó, người nào không có thê thiếp vũ nữ. Phu quân sủng ái thiếp như vậy, đúng là ít càng thêm ít. Phu quân, lúc trước là thiếp không hiểu chuyện, quá hồ đồ. Sau này thiếp nhất định sửa đổi tật xấu. Thiếp biết phu quân thích nhị nữ, cho nên hôm nay phu quân cứ ở riêng với nhị nữ đi. Thiếp sẽ thử thích ứng. Ý chàng thế nào? Có gì đã thích ứng chứ? Nàng nói nàng ở chung với đám đàn bà đó mấy ngày thì đã học hư rồi. Nàng còn nói chuyện vậy nữa, coi chừng ta bắt nàng không ra khỏi cửa nữa. Phu quân tha mạng, thiếp không dám nữa đâu. Yêu tinh, buổi sáng ta tha cho nàng đó, buổi tối mới xử lý nàng. Mau đi thu dọn đi, thu dọn xong thì đi ăn sáng. Ta đi trước. Chàng chớ đi được, chừng nào mới tới đây? Hồi tiểu hầu gia, nếu trên đường không bị kẹt xe, nửa canh giờ sau sẽ đến. Đại đường mà cũng bị kẹt xe sao? Kẹt, kẹt dữ lắm. Giờ cao điểm chính là lúc lên triều và hạ triều, kẹt dữ lắm. Xe ngựa này không có chế độ chăm sóc sao? Tiểu hầu gia, ngài ngồi cho vững nha. Tiểu hầu gia, nhị phu nhân tới rồi. Tới rồi sao? Thật là náo nhiệt. Dương phủ cũng được như vậy thì tốt biết mấy. Tiểu hầu gia, đây là tây thị của đường Trường An, là một nơi náo nhiệt nhất trong thành Trường An. Hay là ngài và phu nhân đi vào trước đi, tiểu nhân đi đút cho ngựa ăn. Được được được, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, bọn ta tham quan đã. Được. Muốn bỏ trốn. Lão gia, có mệt không? Tôi cầm cho. Vậy làm sao được? Vậy không phải là ngược đãi cô sao? Nô tỳ tình nguyện bị ngược đãi. Nói bậy. Ai nói bậy bà? Một lát cô nghĩ xem. Mua một ít giấy trắng thượng hảo, còn có tơ lụa thượng hảo, còn có cái gì giải mềm. Phải phải, giải mềm. Lão gia, ngài cần mấy thứ này làm gì vậy? Đừng có hỏi nhiều. Tóm lại là tạo phúc cho con gái, tạo phúc cho cô, tạo phúc cho tôi. Được rồi, đừng có nói nữa. Ta sắp chết đói rồi nè. Mau đi, mau đi. Cô còn đứng đó làm gì? Ăn cơm đi mau. Mau ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Làm cái gì mà nhiều quy tắc như vậy? Tử Hào huynh, vị nhân huynh này là đang kêu tôi đó sao? Tử Hào huynh, mới có 2 tháng thì huynh đã quên mất tôi rồi sao? Không dám, không dám. Lúc trước tiểu đệ mắc bệnh nặng, bây giờ trí nhớ không được tốt lắm. Ngồi xuống hẳn nói, ngồi xuống hẳn nói. Được được được, huynh còn nợ tôi ngân lượng chứ trả phải không? Tử Hào huynh nói đùa sao? Tôi là Trương Thịnh mà. Lối xóm của huynh ở Trường An. Tử Hào huynh quên rồi sao? Thất kính thất kính. Trương huynh, trí nhớ của tôi còn chưa bình phục, tôi còn chưa nhớ ra lối xóm của tôi cái gì chứ. Trương huynh à, nhà huynh ở đâu? Xem ra Tử Hào huynh mất trí thật rồi. Hèn gì tháng trước huynh bỏ đi, một đi không trở lại. Phu nhân của huynh rất sốt ruột. Phu nhân của tôi, vị cô nương này là, để tôi giới thiệu với huynh, người này là tiện nội. Tôi thất lễ rồi, bái kiến tổ phu nhân. Vậy tiểu đệ không giải thích nhiều nữa. Nhà tiểu đệ ở cửa tây, bài lâu Lục Gia. Tử Hào huynh có ấn tượng không?
Vậy tiểu đệ cáo từ trước. Đi sao? Sao không ngồi thêm một lát? Vậy thì ngồi thêm một lát nữa. Tử Hào Huynh ở trong thành có căn nhà, Huynh còn nhớ không? Là ở gần nhà tiểu đệ. Phu nhân ở trong nhà và thê tử của Trương Định Côi là bạn rất tốt. Bây giờ Huynh một đi không trở lại, phu nhân của Huynh rất sốt ruột, cho nên đã nhờ tôi tới khắp nơi hỏi thăm Huynh. Trường Huynh, Huynh xem mặt trời bên ngoài thật là lớn, làm cho mọi người thật là hạnh phúc. Phải phải phải, Tử Hào Huynh không nói tôi còn chưa phát hiện. Mặt trời chiếu sáng thật sự rất hạnh phúc, ánh sáng chiếu rọi khiến cho một mảng bừng sáng. Trường Huynh, Trường Huynh, ngoan đi, ngoan đi, ăn đi. Cô Quân à, hay là chúng ta đi thăm vị thị tỷ đó đi. Cô Quan Ngọc Lộ, Tử Hào Huynh không khỏe sao? Cái này bệnh cũ thôi, không sao không sao. Vậy tiểu đệ đi tìm xe ngựa, chúng ta cùng đi thăm phu nhân. Đi thật sao? Phu quân có thể không đi sao? Không để nói đùa. Đi đi, coi như là đi dạo phố vậy. Đi đi, đi đi. Có biết tại sao lão gia ta không cho toàn tử lái xe không? Đúng. Bởi vì chuyện hôm nay chỉ có trời biết, đất biết, nàng biết, ta biết, Trương Thịnh biết, không để cho người thứ tư biết. Có hiểu không? Chuyện của hôm nay nghĩ ra phải làm sao chưa? Lão gia, nếu hôm nay chúng ta không đến, vũ cơ đó cũng sẽ chết. Dù cho phu nhân đánh chết ả ở đây thì cũng không có ai cai quản. Lão gia, một khi vào trong thì phải bắt ả, lén lút giết chết. Giả là lão gia cũng có hiệp ước ở đây. Ở đâu? Cái này là tháng trước lúc lão gia ngất xỉu, nô tỳ từ trên người lấy được. Nhà đồ này, thế đồ của tần sao lại không đưa cho ta? Lúc đó ngài không tốt với phu nhân, nô tỳ giận tay cho phu nhân. Khốn kiếp. Được rồi. Được. Nhị nữ, một lát cô trực tiếp lấy xe về nhà, nói phu nhân phái người đến đón ta. Một lát ta phải tới công đường, nói rõ với mọi người. Cô cứ nói với phu nhân, một miệng cắn chặt là tiểu hồ ly đó ăn cắp ngọc bội của ta. Nhớ kỹ đó. Dù sao thì chúng ta phải cho họ một cái ăn nói. Huống hồ là một người. Xem ra lão gia đã động sát tâm thật rồi. Một lát hạ đao từ đâu đây? Chỗ này. Lão gia, một chuyện tốt bị ngài làm cho tới mốc chỉ đầm đìa, nô tỳ rất sợ. Yêu tình như cô, sợ cái gì chứ? Sau này lão gia không muốn gặp cô ấy nữa sao? Không muốn. Cũng không biết là căn nhà đó lớn cỡ nào, đáng giá bao nhiêu tiền. Đáng tiền cỡ nào cũng không cần. Thật ra ta vốn gì cũng không muốn tới gặp cô ấy. Vậy thì đơn giản, cho ả căn nhà, giấy đất cũng cho ả luôn, kêu ả lội trong 10 ngày bán nhà, chọn đi thì được rồi. Một tháng nay phu nhân rất bận, nhất định là không đụng tới ả đâu. Ta chỉ sợ quấy không đồng ý. Lão gia, ngài tưởng người nào cũng giống như ngài hay sao? Ngài từ nhỏ đã cao cao tại thượng, sao ngài biết được cách trị của hạ nhân chứ? Một vũ cơ chứ không coi là thượng nhân. Hạ nhân còn có một chữ người. Hôm nay ngài bán nhà cho ả, vậy thì ả có thể đường đường chính chính làm người rồi. Đến quan phủ thêm vào hộ tịch, vậy có thể đàng hoàng là một con người. Thật không ngờ con gái thời cổ giữ như tính như vậy. Nghĩ đến bà cô ở thời hiện đại đâu có dễ dàng đuổi đi như vậy. Tử Hào Huynh, chúng ta tới rồi, tôi đi gõ cửa. Trương Huynh, Trương Huynh, qua đây, qua đây. Chuyện này cứ để cho tiện nội giải quyết thì được rồi. Tử Hào Huynh nói rất có lý. Vậy tiểu đệ xin cáo từ trước. Được, 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 cáo từ, cáo từ. Hẹn gặp lại. Hãy gặp lại. Lần này cô phải thay lão gia ta giải quyết chuyện này. Bắt đầu từ bây giờ, cô chính là Dương phu nhân. Đi đi. Nhìn ta đi. Nhìn ta đi.
Nhìn ta đi. Có muốn ăn không? Muốn ăn không? Muốn ăn thì nói cho ta biết đi. Tiểu hầu gia và nhị phu nhân có phải là đã bí mật bỏ trốn rồi không? Tỷ tỷ đừng tiễn nữa. Trời đã không còn sớm. Mau vào trong thu dọn đồ đi. Phu nhân, đại ơn đại đức của cô, tiểu nữ tự khó mà quên được. Phu nhân xin yên tâm, tôi nhất định sẽ mau chóng dọn đi. Mau vào trong đi. Sao rồi? Thành công không? Thật sao? Quá tốt rồi. Cuối cùng giải quyết được rồi. Một lát hai chúng ta còn phải tới Tây Thị một chuyến ăn bữa cơm ngon. Trưa này cũng không ăn được gì. Cô lập được đại công rồi. Lão gia, cái đó chuyện mà ngài hứa với nô tỳ có tính không? Tính hay không cái gì? Chính là ngài hứa với nô tỳ hôm nay chuyện thay thế phu nhân. Tính chứ. Hôm nay không phải là cô đã đại diện rồi sao? Vậy hôm nay còn chưa kết thúc mà. Không phải là nô tỳ đại diện hết sao? Nha đầu này, một ngày cũng muốn cho được. Học tốt thì không học, ta trừng phạt cô. Vậy rốt cuộc lão gia nói có giữ lời không? Giữ lời, giữ lời. Được rồi, bắt đầu từ bây giờ, trước khi trở về, cô đừng là Dương phu nhân, được không? Phu quân, phu nhân, đừng lắc nữa. Coi chừng gãy cái lưng bây giờ. Mau mau, lên xe đi. Phu nhân, phu quân, lên xe đi. Phu nhân lên xe. Sao không đi tiếp? Tiểu hầu gia, giờ cao điểm. Phu quân, gấp cái gì chứ? Không gấp, không gấp, phu nhân. Phu quân, chạy xem mấy bên ngoài đi có đẹp không? Thu cao gió mát, gió nhẹ mây bay. Phu quân, hôm nay thật là tốt. Không có tốt bằng phu nhân. Phu quân, sau khi chàng bị bệnh thì hoàn toàn đã biến thành một người khác. Luôn tốt với phu nhân, thiếp cũng thấy ở trong mắt. Thiếp vui mừng thay cho phu nhân. Qua đó ngồi, ngồi yên đó. Sắp tới nhà rồi, làm ta bốc mùi. Về nhà còn phải giải thích nữa. Nhị nương tử, tiểu hầu gia, chúng ta tới rồi. Tiểu hầu gia, về rồi. Phu nhân, ta về rồi. Mệt chết đi được. Nhị nữ, mau đi nấu nước, ta muốn đi tắm. Cả người toàn là mồ hôi. Đâu có hôi, cả người phu quân rất thơm. Phải, chắc chúng ta đã quên mất. Hôm nay ta cố ý tới Tú Trang Chay mua một lọ yên chi thượng đẳng cho phu nhân dùng. Là lã trên thành thị, là mùi mà thiếp thích nhất. Cái đó là số lượng có hạn, chỉ phát hành 250 lọ thôi. Chỗ đó rất là đông khách. Mùi người biển người, ta có hàng lắm mới chen vào được. Làm cho cả ngày đầy mùi hôi. Ta phải đi tắm đi, khoan đã. Phu nhân có gì căn dặn? Hôm nay nhị nữ hầu hạ thế nào? Phu quân có hài lòng không? Không tốt. Không tốt lắm. Cái đồ này ngốc lắm, tay chân dụng về là cho ta tức tới nỗi muốn đánh cô ấy. Phu quân bớt giận, nha đầu đó tốt xấu gì cũng là nha đầu được đi theo thiếp. Dạy dỗ nó là bổn phận của thiếp, không cần làm phiền phu quân, tôi đánh nó ngay. Đừng đừng, đối xử với trẻ con thì phải dùng giáo dục làm chủ. Đánh quen rồi thì sẽ không dễ sai khiến.
Thiếp đã nói mà, còn chưa đánh thật thì phu quân đã đau lòng. Sao chúng ta đã quên mất, cái giọng này là ta cố tình mua cho phu nhân. Lại xem, màu này, chất lượng này, kiểu này, quả thật là chính là đang đi đóng giày cho phu nhân đó. Mau đeo giày cho ta xem, có đẹp không? Thật sự rất hợp với phu nhân, thiếp thích lắm. Cảm ơn phu quân. Không cần cảm ơn, màu xanh này thật là đẹp. Phu quân thật là tốt với thiếp. Ta không nhìn thấy gì hết. Cũng muốn có một cái giọng ngọc, muốn bao nhiêu tao cũng mua cho nàng. Thật sao? Thật. Phu quân. Hôm qua phu quân ở phòng sách làm gì vậy? Không thể là đang nghiên cứu kỳ môn diệu phương gì chứ. Chỉ đợi nàng hỏi thôi. Phu nhân, nàng xem, đây là cái gì? Đây là cái gì? Đây chính là cái mà ta đã nói. Có thể lật trái lật phải lật trước lật sau cũng không lọt ra ngoài, dính sát vào người. Vậy, đây là cái gì? Đây là cái quần nhỏ kiểu mới nhất, mềm mại thông thoáng, khiến cho phụ nữ cảm thấy thoải mái. Vậy cái này làm sao mà dùng? Này xem, mặc cái này vào, để cái này dán vào đây thì được rồi. Vậy phu quân chỉ phạm cho tiếp xem thử đi. Ta đường đường là một nam nhân bảy thước, sao có thể làm chuyện này chứ? Phu quân chẳng mau nói đi, ta làm tiếp tất chết rồi. Để cái này để ở dưới ba phân của phu nhân. Cô quần xấu quá, mắc cỡ quá đi. Lão gia, Trình tiểu công gia đến rồi, đang đợi ở bên ngoài. Được rồi, ta đi trước nha. Trở về mặc cho ta xem.二女在这一集中终于展现了小小身体里蕴藏的能量与智慧，并不学认地驱逐了老公的小三儿。哦，不对，是老公的小四。哈哈，真是女中豪杰。在下一集中，王子豪将第一次接触唐朝的中超比赛，并遇见了他在剧中的另一位红颜知己——极品御姐兰陵公主。 三流水间落花誓言，任飘散丢天地间，千缕丝锁雪连天，风间间，心书间，思念无边，无法间。
风笑云烟，泪色半纸卷，往事如烟，相思难解，愁伤眉梢间，痛经碎几片，方拆着半边，一个男人一曲眷恋，记忆昆仑边，往事断线，无声又念，情伤江湖间，回眸转千年，我此生不倦。离歌浓烈，风萧云烟，泪色半指尖，往事如烟，相思难解，重生眉梢间，痛经碎几片，发钗折半边，离歌难言，一曲眷恋，低吟昆仑边，往事断线，无声又念，心上江湖间。